Xây dựng layout thì có rất là nhiều công cụ, và chúng ta sẽ có ví dụ như là bạn lên trên mạng, bạn sẽ search công cụ xây dựng mockup. Thì để xây dựng được cái công cụ mockup này có rất là nhiều cái công cụ để làm. À, 10 công cụ online miễn phí luôn nè, chứ không phải là một cái thằng Figma không đâu. Nhưng mà chúng ta muốn sử dụng Figma tại vì nó có nhiều cái ưu điểm để chúng ta xây dựng. Được chưa nè, đây rất là nhiều cái công cụ để cho chúng ta xây dựng mockup. Đây mockup nữa ha, rất nhiều các bạn nha, mockup. Như vậy thì chúng ta sử dụng công cụ Figma, đó là một cái công cụ xây dựng mockup chuyên nghiệp. Bạn có thể tham khảo thêm 10 cái công cụ khác. 10 cái công cụ khác. Như vậy đối với Figma thì chúng ta sẽ làm gì? Cài đặt, tạo và hiệu ứng chuyển động. Trong bài học này chúng ta sẽ làm được những gì? Đối với lại cài đặt Figma thì các bạn đang có trang web. Và trên cái slide mà thầy gửi cho các bạn đó, thì khi các bạn mở ra, các bạn cũng click chuột được vào đây. Được chưa nào? Và có thể sử dụng cài đặt cái bản trên desktop hoặc là bạn dùng online vẫn được. Ha, và dùng online vẫn được. Như vậy thì chúng ta có thể thống nhất sử dụng online. Các bạn allow và nó sẽ nhảy đến trang Figma. Các bạn sẽ sử dụng một cái email cá nhân của các bạn nhé. Email cá nhân. Ở phần bên này là tài khoản đã đăng nhập. Nếu trong trường hợp chưa đăng nhập, thầy chọn là sign out. Ha. Thì bạn có thể là bạn sẽ thấy là chỗ này mình chưa có. Còn nếu như bạn muốn đăng ký, thì bạn có thể là thêm một cái account là cái email của các bạn ở đây. Thêm một cái account là cái email của các bạn. Các bạn có thể đăng nhập bằng Google, tức là tài khoản mà các bạn đã có sẵn trên Google. Các bạn chọn một tài khoản bất kỳ nào đó các bạn muốn mình đăng nhập vào hệ thống. Ví dụ thầy đang sử dụng Zoom. Đây tài khoản Zoom Zoom mà nhà trường đã tạo cho thầy. Và khi đăng nhập vào lần đầu tiên thì nó hỏi tên là gì? Giả sử thầy sử dụng tên. Đây. First file. Và xem thử là có update gì không. Chúng ta khỏi cần nhận cái thông tin update. Chọn Continue. Bạn dùng để làm gì? Bạn dùng để nghiên cứu hay dùng để phát triển phần mềm hay dùng để quản trị sản phẩm? Nó sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn ở trong này. Ví dụ bạn chọn nghiên cứu, bạn chọn là phát triển phần mềm, bạn chọn là design. Như vậy mình chọn là để phát triển phần mềm. Phát triển phần mềm. Hay bạn là sinh viên, là người mới bắt đầu ha, trên tờ giấy trắng thì bạn có thể chọn, ví dụ mình chọn là sinh viên cũng được, mình chọn là để phát triển phần mềm cũng được. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây nó sẽ có cho các bạn một số cái requirement cho các bạn sử dụng cái giao diện một cách hợp lý. Mình để là phát triển phần mềm luôn. Cho nhà trường ở đây là bạn có thể là xem thử là cái mục đích của bạn để làm việc ha, bạn có thể chọn ở đây, chọn nhiều cái lựa chọn, chọn nhiều cái lựa chọn tùy bạn, bạn muốn làm về cái phần nào thì bạn chọn cái phần đó. Là sinh viên hay là giảng viên hay là gì, chọn ở đây ha.
mình có thể xem, mời những người khác cùng tham gia. Mời những người bạn của mình cùng tham gia với lại cái file này đó. Như vậy một cái file này của các bạn á, các bạn có thể có nhiều người cùng tham gia, cùng làm việc trong một file nha các bạn. Cùng tham gia, cùng làm việc trong một file. Ví dụ các bạn làm bài thì các bạn nên gửi vào cái email này giúp thầy. Đây, các bạn tắt thêm cái email này giúp thầy. Email này là email của thầy để thầy theo dõi cái quá trình làm bài của các bạn. Các bạn sẽ share cái bài làm của các bạn và chia sẻ cái bài làm của các bạn thông qua cái email này. Thầy sẽ copy cái email này thầy gửi qua và tí nữa các bạn tạo thì các bạn sẽ tắt thêm cái email này vào giúp thầy. Rồi, như vậy là mình đã có được copy link để gửi. Ví dụ thầy sẽ gửi cái link này để cho các bạn có thể join vào cái Figma của thầy. Rồi, tiếp tục nào. Chúng ta sẽ có làm gì ở đây? Ví dụ for school, for fun, cái gì đó thì các bạn muốn thì các bạn sẽ chọn vào. Có thời gian. Mình có thời gian không? Rồi bây giờ mình xài gì? Xài có tiền hay xài miễn phí? Mình mới bắt đầu, mình xài miễn phí đi ha. Một project với 3 file. Mình sẽ tạo một project với 3 file. Limit cái số page và có 30 ngày để làm việc. Mình kịp không ta? Không kịp thì tính sau. Được chưa? Mình sẽ làm trước đi. Rồi sau đó thì tính tiếp. Continue. Design. Được chưa nào? Đây là cái cửa sổ đầu tiên mà chúng ta đã nhìn thấy với Figma của mình. Được chưa nào? Đó là design. Và chúng ta chọn cái giao diện này nhé. Đây, giao diện thiết kế Figma của mình. Được chưa nào? Chúng ta chọn cái giao diện đầu tiên. Chọn Finish. Rồi. Đây là cái giao diện đầu tiên của mình để chúng ta thiết kế. Được chưa nào? Và nó đang hướng dẫn cho mình là bắt đầu từ đây. Được chưa nào? Khi mà click vào đây thì chúng ta sẽ có 5 cái lựa chọn. Đây. Bạn sẽ có frame, có session, có con dao để cắt nè. Đó. Tiếp tục. Cái thứ hai là mình ở đây là cái thứ một này, một của năm là chọn các cái gói ở trong này là bạn sẽ tạo frame, bạn tạo session hay là bạn cắt đối tượng. Đối với lại qua đây thì chúng ta có text là chúng ta thêm mấy cái text này vào nè. Đó. Thêm văn bản vào. Cái thứ ba. Đây, chúng ta có công cụ di chuyển. Chúng ta có công cụ. Được chưa nào? Đây, đây. Chúng ta có thể di chuyển đối tượng của chúng ta. Và khi các bạn di chuyển đối tượng thì nó sẽ auto snap. Nó tự bắt các cái điểm. Auto snap. Fill session. Rồi chúng ta sẽ next. Đối với lại phần này của chúng ta, property, tức là đối với lại một đối tượng như thế này thì nó có những thuộc tính như thế nào. Thuộc tính như thế nào? Ví dụ độ cao bao nhiêu, độ rộng bao nhiêu, rồi có bo góc hay không, vị trí ở đâu, màu như thế nào. Thì đây là một đối tượng của mình. Một đối tượng của mình. Được chưa nào?
đối tượng với lại cái hình chữ nhật này các bạn đang thấy là nó có cái bo góc. Nó có cái bo góc 24. Ví dụ mình đo góc chỗ này 50, Enter, các bạn thấy bo góc nó nhiều hơn. Ví dụ bo góc chỗ này mình để là không, nó không còn bo góc nữa. Được chưa nào? Như vậy thì cái này chúng ta gọi là thuộc tính của đối tượng, gọi là property name. Ở bên này, sau khi mà chúng ta sẽ sử dụng thì các bạn có thể sử dụng cái này cho cái UI nào? UI nào? Được chưa nào? Và chúng ta sẽ kết thúc giới thiệu sơ về cái giao diện khi mà bạn sử dụng Figma. Và bạn có thể bắt đầu với một file mới. Và đây là cái giao diện hoàn toàn mới của các bạn khi mà các bạn vào cái giao diện của Figma. Và các bạn sẽ cho thầy biết là các bạn đã đăng nhập. Cho thầy biết là các bạn đã đăng nhập. Và các bạn sẽ show cho thầy cái thông tin của các bạn ở chỗ này. Thầy thầy gửi chừng nào mới lên cái clip này mới gửi hả thầy? Dạ, tại vì lúc nãy em đang dạy cho nên em chưa có post clip lên, thì tí nữa em sẽ post và em gửi. Rồi các bạn đăng ký rồi thì các bạn cho thầy thấy cái đăng ký của các bạn nha. Rồi thầy sẽ post cái clip lên cho các bạn để các bạn theo dõi.